Xin chào các em, hôm nay mình sẽ học bài Oxy, là một trong những bài mà nó bắt đầu qua chương số 6, những nguyên hợp, những nguyên tố thuộc nhóm 6A. Thì bài đầu tiên là bài Oxy ozone. Thì oxy có vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ha. Mình sống mình cần gì? Vật thì đều cần có không khí. Một không khí trong lành sẽ làm cho mọi sinh vật, cây cối, con người đều trở nên khỏe hơn và mọi thứ trở nên sáng sủa, tươi vui và có sức sống. Vậy sự sống rất cần oxy cho mọi hoạt động. Thể thao phải có oxy. Oxy cung cấp cho mọi cơ quan. Oxy có trong ngành công nghiệp. Oxy là duy trì sự cháy và đặc biệt là duy trì sự sống. Cho nên bài hôm nay là bài oxy ozone, nó cực kỳ quan trọng với mỗi bạn. Vậy oxy gồm có những phần nào? Thì trong bài này có hai phần. Phần thứ nhất là oxy và phần thứ hai là ozone. Thì trong phần oxy, vị trí cấu tạo thì các em nhìn thấy là cấu hình của oxy là 1s2, 2s2, 2p4. Cho nên thuộc ô số 8, chu kỳ 2, nhóm 6a có 6 electron lớp ngoài cùng. Công thức cấu tạo ở đây có 6 electron, thiếu 2 electron cho nên là mỗi bên bỏ ra góp chung tạo thành đôi electron chung, thành ra có giá trị là liên kết đôi. Cho nên công thức phân tử của oxy là O2 M lớn bằng 32 gam. Tính chất vật lý thì oxy có nhiều trong không khí khoảng 20%, 80% còn lại là nitơ. Có nghĩa là mình sống trong một bầu không khí rất là to lớn, nhưng mà oxy chỉ chiếm 20% để duy trì sự sống và sự cháy cho tất cả mọi loài trên trái đất. Cho nên là nếu môi trường không khí mà bị ô nhiễm thì hàm lượng oxy sẽ giảm, mình sẽ dễ bị mắc các loại bệnh về hô hấp khác. Oxy có nhiều trong không khí, nó là chất khí, mình không nhìn thấy được thì là không màu, mình không ngửi thấy mùi gì thì gọi là không mùi, trừ khi nó là một cái mùi gì ở đâu đó không vị vì mình không nếm được nó. Nặng hơn không khí, cái này cô ghi ngược một tí xíu, nó bằng 32 phần 29, cho nên là lớn hơn bằng 1,1, nặng hơn không khí một tí xíu. Hóa lỏng ở 183 độ C, ít tan trong nước, cho nên các em thấy là cá thường là nó sẽ ngoi lên bờ vào ngày trời nắng nóng để nó đớp bóng, để hấp thu không khí ha, hấp thụ oxy. Hoặc là mình nuôi cá thì trong hồ cá thì mình vẫn phải có bình oxy, cung cấp oxy, máy lọc oxy. Tính chất hóa học, oxy thuộc nhóm 6A có 6 electron lớp ngoài cùng, dễ nhận 2E trở thành O2 trừ, cho nên có tính oxy hóa. Ngoài ra oxy có độ ổn định bằng 3,44, nhỏ hơn fluor 3,98, cho nên có tính oxy hóa mạnh. Cho nên kết luận oxy là phi kim hoạt động có tính oxy hóa mạnh. Nó sẽ tác dụng với kim loại nhưng trừ vàng, bạc và bạch kim. Ba nguyên tố này không có phản ứng với oxy, cho nên nó được rất là quý hiếm. Còn đa phần các kim loại khác đều tác dụng mãnh liệt với oxy. Mg, kim loại Mg cộng oxy ra MgO, magie oxit, cân bằng ha. Ở đây oxy từ 0 xuống -2. Như vậy số oxy hóa giảm, thể tính oxy hóa. Công thức chung, kim loại cộng oxy ra oxit kim loại. Trong này kim loại từ 0 tăng lên hóa trị cộng N, cho nên số oxy hóa tăng, ta gọi nó là chất khử. Oxy từ 0 giảm xuống -2, cho nên nó là chất oxy hóa, thu được oxit kim loại. Thường thì nó sẽ là tên kim loại cộng với chữ oxit. Nếu kim loại có nhiều hóa trị thì mình sẽ ghép thêm natri cộng, ghép thêm hóa trị.
Ví dụ sắt 2 oxit hoặc sắt 3 oxit. Natri cộng oxy ra natri oxit. Tác dụng với phi kim. Đa phần đều tác dụng được hết với hầu hết phi kim trừ fluor, clor, chrome, iốt, có nghĩa là trừ những hợp chứng trừ những nguyên tố thuộc nhóm halogen. Lưu huỳnh cộng oxy cho ra lưu huỳnh trioxit. Trong trường hợp này, lưu huỳnh oxy vẫn có số oxy hóa giảm từ 0 xuống trừ 2 cho nên thể tính oxy hóa. C cộng oxy ra CO2. Thì những phương trình này đều chứng minh oxy có tính oxy hóa mạnh. Tác dụng với hợp chất. Tác dụng với hợp chất vô cơ của nguyên tố có số oxy hóa thấp tạo thành hợp chất của nguyên tố có số oxy hóa cao. Ví dụ sắt 2 oxit cô cộng với oxy thì tăng số oxy hóa lên thành sắt 3 oxit. Lưu huỳnh dioxit cộng oxy xúc tác vanadioxit nhiệt độ 450 độ C, đây là một giai đoạn trong quá trình điều chế axit sulfuric thì tạo thành hóa trị 3 lên số oxy hóa cộng 6. Tác dụng với hợp chất hữu cơ. Thì đa phần hợp chất hữu cơ đều có tác dụng với oxy và phản ứng này đều là phản ứng cháy. Cho nên ví dụ giấy cộng oxy đốt thì ra CO2 cộng nước. Ancol ethylic cộng oxy ra CO2 cộng nước. Ứng dụng. Oxy ứng dụng được làm gì? Thứ nhất là 5% dùng làm thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa. 5% hàn cắt kim loại. 10% dùng trong y khoa. 25% dùng trong công nghiệp hóa chất. Và 55% dùng trong luyện thép. Điều chế. Có hai điều chế trong phòng thí nghiệm và điều chế trong công nghiệp. Điều chế trong phòng thí nghiệm thì ta nhiệt phân những hợp chất giàu oxy, ví dụ như kali chlorat, xúc tác mangan dioxide nhiệt độ 100 độ C ra KCl cộng oxy. Nhiệt phân kali permanganat, người ta còn gọi là thuốc tím, ra kali manganat cộng mangan dioxide cộng oxy, hoặc nhiệt phân H2O2 là oxy già ha, hydro peroxide nhiệt phân cộng với lại kim loại nặng thì nó sẽ dễ dàng ra oxy. Thì trong những trường hợp này em thấy là chỉ riêng kali chlorat là tạo ra hàm lượng oxy cao nhất bởi vì tỷ lệ số mol này là 3/2, nhưng đối với hai trường hợp còn lại chỉ là 1/2. Như vậy ở đây ta sẽ nhìn thấy là nguyên tắc điều chế những hợp chất giàu oxy. Trong công nghiệp, từ nước thì người ta sẽ sử dụng phương pháp điện phân nước, nhưng với xúc tác H cộng thu được H2O2, H cộng hay OH trừ, bởi vì nước bản chất dẫn điện rất kém, người ta thêm axit hoặc bazơ để tăng độ dẫn điện. Điều chế trong không khí. Thì trong không khí người ta sẽ hạ nhiệt độ xuống 200 độ C, 200 atmosphere để chuyển sang trạng thái lỏng. Loại bỏ hơi nước, CO2 và bụi, thu được không khí lỏng. Hạ tiếp nhiệt, nâng nhiệt độ lên 196 độ C âm thì mình sẽ thu được nitơ. Âm 186 độ C thì thu được argon. Và nâng nhiệt độ lên tiếp âm 183 độ C thì thu được oxy. Thì quá trình này người ta gọi là chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Ozone. Tính chất. Thì ozone nó là một dạng thù hình của oxy, có nghĩa là tính chất hóa học thì giống nhưng tính chất vật lý thì khác. Ozone có màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở âm 112 độ C, tan nhiều trong nước, có tính oxy hóa nhưng mạnh hơn oxy. Oxy không phản ứng với bạc, nhưng ozone thì sẽ phản ứng với bạc. Ozone trong tự nhiên. Thì trong tự nhiên thì từ oxy có thể chuyển hóa thành ozone nhờ tia tử ngoại UV, ultraviolet. Thì đây là bầu khí quyển của chúng ta ha. Cái hình tròn màu xanh đặc trưng, đây là nơi chúng ta đang sống. Thì tầng ozone và tầng bình lưu nó ở khoảng từ 10 tới 9 km. Tầng cao hơn thì nó có công dụng là bảo vệ. Đa phần thì tầng ozone thì nó có công dụng đều bảo vệ tia trái đất khỏi tia cực tím.
tầng bình lưu, tầng trung lưu. Nhưng mà hiện nay thì hai trái đất của chúng ta ngày càng nóng lên là do bầu khí quyển của chúng ta, thì các em cũng nghe đọc trên mạng rất là nhiều thông tin là tầng ozone của chúng ta đã bị thủng thủng tầng ozone, và nó gây ra rất là nhiều hiện tượng tự nhiên, ví dụ như là El Nino, hiệu ứng nhà kính, vân vân và vân vân. Cho nên là một trong những nguyên nhân đó là do hiệu ứng nhà kính, rồi ô nhiễm môi trường. Thành ra là để trái đất của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp, và đặc biệt trong mùa giảm bớt các ô nhiễm môi trường, thì tự bản thân mỗi người phải gìn giữ môi trường. Và các em cũng thấy là trong điều kiện như hiện nay mình đang nghỉ ở nhà vì dịch bệnh, thì đây là một trong những phản ứng lại của tự nhiên đối với những hoạt động của con người ha. Ứng dụng thì một lượng nhỏ ozone có thể làm trong lành không khí, tẩy bộ trắng bột, dầu ăn, chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt. Bài đến đây là hết ha. Phải bảo vệ rừng, bởi vì rừng cũng cả hấp thu CO2 và sinh ra khí oxy, làm cho bầu không khí trong lành thì cuộc sống của chúng ta sẽ thành tốt hơn, tất cả vì tương lai của các em. Phần bài tập thì cô sẽ đăng ở trên lớp học, các em theo dõi ha.